Question 79. A franchise agreement establishes an agency, by which the franchisee is the agent of the franchisor. B. Employment arrangement, by which a franchisor treats a franchisee as an independent contractor. C. Legal right to operate a business under a common name and marketing plan. D. Both A and C. Correct answer is C. Legal right to operate a business under a common name and marketing plan. In a franchise agreement, a franchisee pays a fee for the right to conduct a business under a common name and marketing system. There is no employment arrangement and no agency is created. Câu 79. Hợp đồng nhận quyền thương mại xác lập 1. A. Đại lý. Theo đó bên nhận quyền là đại lý của bên nhận quyền. B. Thỏa thuận việc làm. Theo đó bên nhận quyền coi bên nhận quyền là một nhà thầu độc lập. C. Quyền hợp pháp để điều hành một doanh nghiệp dưới tên chung và kế hoạch tiếp thị. D. Cả A và C. Câu trả lời đúng là C. Quyền hợp pháp để điều hành một doanh nghiệp dưới một tên chung và kế hoạch tiếp thị. Trong hợp đồng nhượng quyền, bên nhận quyền phải trả một khoản phí để có quyền tiến hành kinh doanh dưới một tên chung và hệ thống tiếp thị. Không có sự sắp xếp việc làm và không có đại lý nào được hình thành.